cái râu nữa là giống em hay không. còn anh là nhìn cái mặt gần gần á, có cái bụng hơi to. Ở đây thì sản được cho mình cũng biết ra thôi là xong. Đang vui. Âu lạc của chúng ta bắt đầu. Mời tất cả các anh chị em doanh nhân của lớp CO33 ở trường BTI, chúng ta có thể ổn định chỗ ngồi để chương trình được phép bắt đầu được không ạ? Quý vị đã ổn định chỗ ngồi chưa ạ? Các anh doanh nhân, bây giờ cho Vân hỏi một câu nhé. Ai là người cảm thấy mình là người đẹp nhất và rất là vui tối ngày hôm nay thì cho một tràng pháo tay. Một căn nhà mẹ, và chúng ta những học viên là những người con, cho nên tâm nghĩ là trong cái quá trình mà mình làm việc có những cái vấn đề gì thì mình nghĩ là mình cũng phải chạy về trường, cho nên sau những ngày tháng mà chúng mình đã miệt mài học tập trong suốt 4 tháng cùng với các bạn ở đây, và một cái điều vui nhất là có một cái nhân duyên làm sao mà Vi Thanh Vân lại vào trong lớp CO33 và làm cho CO33 mình trở nên nổi tiếng. Nếu mà mình nói nhất trường thì cũng hơi ngại một tí, nhưng mình thật sự là như thế, và mọi người cảm thấy rất là hào hứng và vui vẻ khi mà ở lớp mình có một cô vừa xinh đẹp và lại vừa thân thiện. Xinh đẹp không, nhưng mà không thân thiện đó thì nó lại ngại. Và đây Thanh Vi Thanh Vân có tất cả những thứ mà tuyệt nhất của một người người nổi tiếng mà lại còn đáng yêu như thế. Cho nên mình nghĩ là nếu mà qua năm chúng ta sắp xếp được thì cả một lớp CO33 của chúng ta sẽ tiếp tục bước vào lớp CO toàn diện, và đó là những cái hành trang cho cuộc đời doanh nhân của chúng ta. Thật sự là Tâm thì cũng đã già, nhưng mà Tâm chưa sự làm ngé để tiếp tục với các bạn ở đây. Cảm ơn chị Tâm. Chị Tâm có thể nói sơ về business của chị hiện tại được không ạ? Business của chị nó là bên mình sản xuất băng keo. Và mình luôn đùa với các bạn là băng keo của mình có một cái điều đặc điểm mà tốt nhất mà các băng keo khác khó có thể mà cạnh tranh được, đó là hàn gắn những trái tim sắp tan vỡ, và những trái tim đang vỡ thì băng keo Đa Tâm vẫn có thể hàn gắn được cái điều đó. Dạ, cảm ơn chị. Phải chi mà tòa án nhân sự Việt Nam liên kết với lại công ty băng keo của chị thì chắc chắn là sẽ không có những cặp đôi ly dị từ mấy lâu nay. Em tin là nếu như mà có cái sự kết nối giữa các tòa án ly dị với công ty của chị thì trên thế giới tất cả mọi người sẽ sống với nhau thì dân long đầu bạc. Cảm ơn chị. Chị cảm ơn sự dí dỏ và rất là tờ thông minh của chị. Dạ, thank you chị Tâm. Trước hết cảm ơn MC xinh đẹp. Hôm nay lớp chúng ta có một MC thật tuyệt vời. Một chạm vào tay MC đã. Như lớp trưởng mới nói thì ngày mai chúng ta có chương trình bắt đầu. Hôm nay thì chúng ta calendar vui vẻ là chính. Thì Hoan thì cũng xuống đây cùng với lớp trưởng, cùng với chị lái xe hơi muộn một tí. Thì đến sau thì lớp trưởng cùng Hoan đã duyệt cái chương trình ngày mai, thấy là rất là chu đáo và đã sự lớp rất là tuyệt vời. Trân trọng cảm ơn các chị. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Dạ vâng, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì các bạn đã thấy rồi, tên của chúng ta là Gala Dinner Âu Lạc. Ở đây thì anh à, đây là mẹ Âu Cơ có đúng không ạ? Lúc nãy anh nói là mẹ Âu Cơ giống ai? Mẹ Âu Cơ giống ai quý vị? Giống ai ạ? Chắc anh đi thay đồng quá. Giống ai ạ? Mọi người ơi, chúng ta đều là doanh nhân mà chúng
MC, nghe mọi người khen cái là em rất là sung. Nhưng mà em nói nghe là nếu như tối ngày hôm nay chúng ta muốn cho không khí chúng ta sung hơn thì em cần các anh các chị và các bạn phải thật là năng lượng. Và một tràng pháo tay thật năng lượng để bắt đầu cho một tối năng lượng nào. Vâng, yes, đó là lửa của doanh nhân. À, còn đây anh à em nhìn mãi thôi đó. Em cứ tưởng tượng mãi là anh mà em tưởng tượng thề là không ra đấy. Thôi bây giờ để minh chứng là anh, tại vì MC thì đây là nữ là em rồi, em nhìn em thấy giống rồi đó. Cũng có cái bờm, đây là cái nón. Bây giờ anh cười áo ra coi nó cái cơ nó giống vậy không? Anh đã cho mình có cơ hội đến với trường. À, cảm ơn anh Dương, dù là anh Dương không có mặt ở đây, cũng là một người đã dẫn dắt Vân và tặng Vân những suất học bổng tại trường. Bên cạnh đó thì Vân phải cảm ơn rất nhiều tới anh Vũ. Anh Vũ thì là một người anh trai, luôn luôn cận kề bên em gái dù ngày dù đêm. Dạ qua cái điện thoại nha cả nhà. Em nói cận kề em gái dù ngày dù đêm là em thấy là bắt đầu mắt mấy anh sáng lên. Tưởng là anh Vũ có cái gì đó nó thầm kín nhưng không. Anh ấy chăm sóc em gái rất là quan tâm và nhắc lịch học cũng như là quan tâm tất cả những cái công việc xung quanh. Và qua đây thì em cũng cảm ơn anh trai rất nhiều. Các vị khách đã bỏ thời gian đến đây để tham gia cùng với Siêu 33 cái gala dinner Âu Lạc này và ngày mai là cái lễ bế giảng của Siêu 33. Xin cảm ơn. Rất là tuyệt vời, một tràng pháo tay thật lớn hơn cho anh Vũ được không ạ? À, cô tổng giám đốc của công ty truyền thông PL đó là Miss Chu Loan. Mời Chu Loan lên sân khấu có lời phát biểu ạ. Tức là tất cả những cái giờ phút anh em chúng ta đã ngồi bên nhau, đã được chia sẻ học hành và cũng đã có những cái tâm sự vui buồn. Thế thì Chu Loan mong rằng cái buổi tối ngày hôm nay là cái buổi cuối cùng của cái lớp CO33. Thì Loan mong rằng anh em sẽ chơi hết mình, năng lượng hết mình và làm sao đó để mà gây dựng được cái tình cảm đoàn kết, gắn kết lâu dài trong tình cảm cũng như là trong doanh nghiệp, hỗ trợ nhau để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn. Và chúng ta hãy cố gắng xây dựng một cái tập thể CO33 vững mạnh, bất diệt trong cộng đồng VDI. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở một cái lớp là gần đây nhất, đó là CO Toàn Diện. Loan xin chúc các anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, thật là ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương của CO33. Xin cảm ơn Chu Loan. Xin cảm ơn nhà tài trợ bánh tét đã gửi cho chúng ta một buổi bánh tét rất là hằng hóm. Vâng, có nhà tài trợ có cảm nghĩ gì ạ? Bánh tét bạn Thịnh ơi. Thì chào cả nhà, chào các anh chị em của CO33. Nhà tài trợ dự sâm không ai xa lạ, đó chính là anh Thuận của chúng ta. Anh Thuận của chúng ta là một người doanh nhân rất là giỏi về mảng kinh doanh nông nghiệp. Anh ấy có 3 cái trang trại và anh ấy có khoảng 1 cái kho điệp sâm. Đây là một giây phút rất là trân quý. Em mời tất cả các anh chị em ngưng ăn ngưng uống, chúng ta hướng lên sân khấu có được không ạ? Vâng, kính thưa các anh chị em. Để đền đáp lại tất cả những sự mong mỏi của anh chị em về cái bình rượu quý của tôi ngâm 100 năm, hôm nay tôi mang tới để tôi đãi các anh chị em. Hôm nay tôi sẽ làm cái lễ thay rượu luôn. Anh chị em ơi, rót rượu vào ly đi nào. Thuận ơi, anh ta như tuổi mà nói cái bình này 100 năm anh ngâm. Tại vì đời có chuyện. À ok, em chấp nhận. Cả nhà ơi, chúng ta nâng ly lên nào. Chúng ta nâng ly lên nào, rót chưa, rót chưa, rót chưa. Rót chưa ạ? Chị một buổi tiệc ăn uống thật là no say, vui vẻ, cá. Cảm ơn, xin mời, xin mời ạ. Vâng, và sau đây những khúc hát tình ca, những bài hát mà các bạn có thể trao tới nhau. Bạn nào có thể đăng ký vừa nhậu vừa hát được không ạ? Có bạn nào đăng ký hát nhạc trữ tình với tôi không ạ? Nếu không có thì tôi sẽ hát tặng các bạn một bài trong khi chờ đợi ăn uống nhé.
đất nước tôi thôn thờ ruột đàn bơ nghe dịu lỗi đau của mình ba lần tiễn con hai lần khóc thầm lầm lệ các anh không về mình mẹ lặng im. Yeah, vỗ tay rồi, bây giờ chúng ta cùng lên đây chúc mừng giọng hát của anh Hoa
lớn ra quá.